Xin chào tất cả anh em. Trong thời gian vừa qua, như chúng ta đã biết, ở đất nước Mỹ đang có cuộc tranh cử tổng thống rất là lớn. Và nếu không có gì thay đổi thì ông Joe Biden sẽ trở thành tổng thống đắc cử và tất nhiên sẽ hưởng được tất cả mọi đặc quyền đi kèm với danh hiệu danh giá nhất của nước Mỹ. Ông sẽ cư ngụ trong Nhà Trắng với nhân viên phục vụ 24/7 và kèm theo rất nhiều đãi ngộ từ phía Nhà Trắng. Và chúng ta đều tò mò rằng không biết mức lương của một tổng thống Mỹ sẽ như thế nào. Và ngày hôm nay tôi sẽ giải đáp câu hỏi đó của tất cả các bạn. Tổng thống sẽ nhận mức lương 6 con số. Quốc hội Mỹ đã tăng lương cho tổng thống từ 200.000 USD lên 400.000 USD vào năm 2001. Chưa kể khoản phí phụ cấp chi phí bổ sung là 50.000 USD mỗi năm. Tổng thống Mỹ cũng nhận được ngân sách du lịch 100.000 USD và trợ cấp 19.000 USD để giải trí. Tổng thống phải chịu đóng thuế trên số tiền lương, nhưng các khoản tiền thưởng và phụ cấp khác thì không. Nhà Trắng là nơi ở của các tổng thống Mỹ kể từ năm 1792. Khu đất này có 6 tầng và 132 phòng, bao gồm sân chơi bowling, trung tâm thể dục đầy đủ tiện nghi, sân tennis, hồ bơi, sân golf, sân bóng rổ và thậm chí có cả cửa hàng chocolate. Theo trang tin Business Insider, không chỉ sống trong Nhà Trắng, tổng thống mỗi nhiệm kỳ được 100.000 USD để trang trí lại Nhà Trắng theo ý thích để cảm thấy thoải mái hơn như ở nhà. Đài NBC News báo cáo rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã bỏ thêm tiền túi để chi 1,75 triệu USD để sắm thêm đồ nội thất mới bao gồm giấy dán tường, bàn làm việc. Trước đó, ông Obama cũng đã chi đến 1,5 triệu USD để cải tạo lại Nhà Trắng. Chưa kể, bên trong Nhà Trắng còn có một số rạp phim gia đình với 51 chỗ ngồi. Tổng thống thứ 32 của Mỹ, ông Franklin Roosevelt, đã chuyển đổi một căn phòng trong Nhà Trắng thành rạp phim này. Nếu một tổng thống muốn thay đổi không khí, ông ấy có thể đến một địa điểm ngoại ô để làm việc. Trại David nằm trong công viên núi Catoonin ở quận Franklin, bang Maryland, cũng là một nơi mà tổng thống được quyền sử dụng. Khu nhà ngoại ô này được trang bị đầy đủ tiện nghi với phòng tập thể dục, hồ bơi và nhà chứa máy bay. Đây là nơi nghỉ dưỡng của các tổng thống kể từ năm 1930. Thêm vào đó, tổng thống Mỹ sẽ được quyền sử dụng nhà khách rộng 60.000 m2 để tiếp đón khách bên ngoài Nhà Trắng. Blair House nằm đối diện Nhà Trắng, thường là nơi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và các chức sắc khác khi đến thăm Mỹ. Theo Business Insider, ngôi nhà bao gồm 4 căn nhà phố với 120 phòng, thưởng thức sơn hào hải vị với nguyên liệu trồng tại vườn Nhà Trắng. Khi trở thành tổng thống, bạn sẽ được ăn tất cả các món ngon do chính các đầu bếp hàng đầu nước Mỹ chuẩn bị. Bà Crystal Comfort đã là bếp trưởng điều hành của Nhà Trắng trong 15 năm và bà Susan Morrison, chuyên về bánh ngọt, sẽ chịu trách nhiệm lên thực đơn hàng ngày cho tổng thống cũng như các sự kiện chiêu đãi khác. Chưa kể, tất cả các nhân viên trong Nhà Trắng có khoảng 100 người, bao gồm người giúp việc, đầu bếp, thợ sửa ống nước, người cắm hoa và quản gia chính. Theo Gobanking Rest, chưa kể bên trong Nhà Trắng còn có một vườn rau và trái cây. Rau quả của khu vườn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của Nhà Trắng. Ngoài ra, mỗi vị tổng thống sẽ được cấp một chiếc không lực, trực thăng Marine và xe hơi The Peace. Như chúng ta đã biết, Tổng thống Obama đã từng sang thăm Việt Nam và ông đã được cấp một chiếc xe với đầy đủ ngụy trang cũng như là bảo vệ để tránh sự xâm nhập làm hại từ kẻ thù. Và đây cũng là một cái đặc quyền rất lớn mà các vị tổng thống đương nhiệm sau này được hưởng. Nếu di chuyển gần, tổng thống Mỹ sẽ được dùng trực thăng Marine One. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và di chuyển với tốc độ 240 km/h. Ngay cả khi một động cơ bị hỏng, nó cũng được trang bị hệ thống chống tên lửa và áo giáp chống đạn. Bất cứ khi nào tổng thống di chuyển bằng ô tô, ông ấy đều sử dụng xe hơi The Peace. Nó là một chiếc xe hơi sang trọng, chống được đạn và bom. Tuy nhiên, do khả năng chống bom đạn nên chiếc xe khá nhắc và không thể di chuyển nhanh như các dòng xe đua khác. Ngoài ra, tổng thống sẽ được bảo vệ 24/7 và chăm sóc y tế tối đa. Cơ quan mật vụ luôn ở gần để bảo vệ tổng thống, ngay cả khi đang ở vị trí và sau khi rời Nhà Trắng. Các tổng thống đã nghỉ hưu nhận được đặc quyền suốt đời và con cái của họ cũng được bảo vệ cho đến năm 16 tuổi. Tổng thống sẽ luôn được nhân viên y tế tháp tùng mọi lúc mọi nơi để đảm bảo xử lý tình huống bất ngờ.
các chi phí điều trị, y tế đều được miễn phí hoàn toàn. Như Business Insider đã đưa tin, khi Tổng thống Trump bị nhiễm COVID-19, chi phí điều trị của ông tính khoảng vào 650.000 USD đều được ngân sách chi trả. Nhà Trắng cũng có phòng khám riêng với các trang thiết bị y tế tối tân và các bác sĩ quân y. Ngoài ra, ông Joe Biden sẽ được nhận nhiều quyền lợi khác khi ông lên làm Tổng thống. Tuy nhiên, có một điều bất lợi ở những vị Tổng thống, đó chính là không được nghỉ phép. Dù bạn có thể thấy các Tổng thống đến sân golf hoặc đi nghỉ mát đâu đó vào dịp hè, tuy nhiên họ vẫn phải đi cùng các trợ lý, cố vấn an ninh và vẫn phải làm việc bên ngoài Nhà Trắng. Ngoài những đặc quyền kể trên, Tổng thống Mỹ không được quyền nghỉ phép bất cứ ngày nào trong năm. Cuối cùng, mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.